Trước khi vào chủ đề chính đó các bạn, mình mong các bạn hãy dành ra một ít thời gian để qua bên kênh Túp Chia Sẻ này để đăng ký ủng hộ giùm mình nha. Đây là cái kênh nhỏ của mình và mình vừa mới tạo, cũng chia sẻ những cái mẹo hay đời sống hàng ngày nha các bạn. Mình xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình sẽ chia sẻ với các bạn cách rất là hay khi mà nếu như nhà các bạn mà có con nhỏ mà ăn bánh sinap như thế này mà nó ăn kiểu giống như là không hết đó các bạn, thì các bạn sẽ phải cột lại hoặc là phải bỏ tủ lạnh gì đó. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ các bạn cách rất là hay ha. Các bạn sẽ sử dụng cái này nha. Đây là cái nắp của khăn giấy ướt các bạn. Đó, thì khi các bạn sử dụng khăn giấy ướt mà hết rồi á, còn cái vỏ không có thì các bạn dục cái vỏ thôi và nhớ giữ lại cho mình cái nắp như thế này ha. Các bạn sẽ sử dụng theo cách này. Rồi, các bạn sẽ đặt cái bịch bánh sinap còn nguyên như thế này ha. Đó, các bạn sẽ để lên. Các bạn định cho nó cứng thật cứng. Đó, ok. Rồi các bạn sẽ mở ra nè. Rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ dùng dao để mà khui xung quanh đó ha. Các bạn sẽ khui như thế này. Rồi, thì bây giờ các bạn có thể cho bé cầm ăn thoải mái. Khi mà bé ăn không hết những bánh sinap lớn như thế này á, thì các bạn có thể đậy lại ha. Đây, đậy lại như thế này. Rồi, xong. Rồi các bạn có thể bỏ vào bên trong tủ lạnh hay là ở trong cái chỗ tủ bếp gì đó nha. Rồi, thì đây chính là một cách rất là hay. Nếu các bạn có cách nào mà hay hơn cách này của mình á, thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới để mọi người cùng biết, cùng chia sẻ với nhau. Và video của mình chia sẻ đến đây là hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích á, thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình thì phát triển các bạn nhé. Và các bạn cũng đừng quên ấn nút chuông để không bỏ lỡ những video mình ra hàng ngày nha các bạn nhé.